bên ta là bên trong trong nước của chúng ta là anh chị còn nhớ ngày ngày 19 tháng 1 2020 vụ Đồng Tâm không anh chị? Ngày đó là Nhiên rất là đau lòng. Ba chiến sĩ trong quá trình hy sinh để khống chế các đối tượng đã bị tấn công bằng dao chọc, huyết lợn và xăng dẫn đến hy sinh. Anh chị thấy lại cái chuyện mà bạo loạn ở nước Mỹ không? Bạo loạn ở nước Mỹ không? Dưới nước Việt Nam mình không? Cảnh sát công an Việt Nam mình rất là hiền với dân. Chỉ là sao chị, công an cảnh sát mình nó chỉ là khống chế các đối tượng này để mà cho họ đầu hàng, để mà quy phục, để về để điều tra. Nhưng mà họ rất là côn đồ, họ côn đồ đánh đổi mà Nhiên nói thật sự. Nhiên coi lại cái hình ảnh đó, Nhiên coi lại cái hình ảnh mà Lê Đình Kình, đồng bọn Lê Đình Kình, tên khủng bố đó anh chị. Thì anh chị còn nhớ cái vụ mà Lê Đình Kình thì nói tới đó, đến đây á, vụ Đồng Tâm, tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình đó anh chị. Thì nhắc đến cái tên khủng bố giặc già mà Lê Đình Kình này và đồng bọn của hắn, mình rất là căm phẫn hắn. Không chỉ riêng là mình mà còn anh chị đang 96 triệu dân trên đất nước chúng ta, bỏ qua 1 triệu dân cho đồng bọn đó đi, còn 95 triệu dân trên đất nước và mấy triệu dân của chúng ta đang sống ở hải ngoại nữa. Nói về cái tên giặc già và đồng bọn của Lê Đình Kình thì tất cả nhân dân đang yêu quê hương, yêu đất nước, yêu tổ quốc của chúng ta rất là căm phẫn. Nói tên giặc già này không còn gì mà để căm hận nó hết mà nữa hết anh chị. Thì ngày hôm qua có kết luận điều tra nêu khoảnh khắc ba chiến sĩ hy sinh tại Đồng Tâm. Ba chiến sĩ trong quá trình di chuyển để khống chế các đối tượng chống đối đã bị tấn công bằng dao chọc, huyết lợn và xăng dẫn đến hy sinh. Nhiều thông tin bị tiết lộ, các đối tượng chuẩn bị. Nhi sẽ đọc tiếp nha anh chị, đọc chút xíu cho anh chị hiểu tại sao bị tiết lộ ra mà bọn Lê Đình Kình nó chuẩn bị dao chọc, tiết lợn, dao tự chế, rồi bơm xăng, rồi lựu đạn, rồi xăng, rồi ga. Tại khi các bên lực lượng cảnh sát cơ động chuẩn bị mà để mà lại nhà Lê Đình Kình, mà khống chế Lê Đình Kình đó, thì có đã bị tiết lộ anh chị. Cho nên là Lê Đình Kình thông báo cho đồng bọn của nó ở lại nhà nó để mà tấn công ngược lại chiến sĩ của chúng ta. Trong bản án kết luận điều tra mới đây do Công an Hà Nội ban hành, để đã đề nghị truy tố 29 đối tượng trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9 tháng 1, 2020. Trong đó có 25 bị can bị truy tố tội giết người, gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tiễn, Lê Đình Chức, Lê Đình Danh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Quy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nói, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Vệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Túng, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung. Đấy là đồng bọn của tên giặc già Lê Đình Kình đó anh chị. Đây là nhóm đối tượng trực tiếp dùng vũ lực chống đối lực lượng chức năng, hậu quả khiến ba chiến sĩ hy sinh gồm Đại tá Nguyễn Quy Thịnh,
sinh năm 1977, phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, đại quý công Phạm Công Quy, sinh năm 1993, cán bộ đội trưởng chữa cháy cứu nạn cứu hộ số 3 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội, thượng quý Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, tiểu đội trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động. Tại vì ba chiến sĩ đã hy sinh tại Đồng Tâm, tại chỗ nhà thần Giặc Già Lê Đình Kình. Ba chiến sĩ công an đó quá sao? Quá nhân nhượng, quá thương dân. Cho nên sao? Cho nên gia đình Lê Đình Kình ban đầu mà biết là gì? Biết trước gia đình thằng Lê Đình Kình như vậy. Mà tại sao mà công an Việt Nam không mà bắn hơi cay hay bắn bơ mà thấy quăng lụ đạn gì vô, hay là làm những cách mà để khống chế Lê Đình Kình bằng bùng vũ khí, mà lại khống chế Lê Đình Kình bằng gì? Bằng cái là kêu gọi để ra đầu thú, chứ không có dùng bạo lực, mày biết chưa? Trừ khi ba chiến sĩ nó phóng dao tự chế, ba chiến sĩ gớt súng mà cái bẫy của nhà là thằng Giặc Già Lê Đình Kình đó, thì lúc đó bên đây mới dùng mà hơi cay để mà khống chế cái đồng bọn của thằng Lê Đình Kình nha. Mày nhìn lại cái gia đình của thằng Lê Đình Kình đi, rồi mày so lại cái nước Mỹ bọn chúng mày đi. Theo kết luận điều tra ngày 2 tháng 1 2020, hình ảnh về các chiến sĩ công an tập luyện bị cho nhiệm vụ ở Đồng Tâm đã bị lộ ra ngoài. Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1990, Hòa Thật, Quốc Oai, em họ của bị can Lê Đình Quang, gửi video hình ảnh các chiến sĩ tập luyện. Lê Đình Quang qua Zalo. Quang biết đây là tài liệu mật nên đã đưa video cho Lê Đình Công xem và xóa tài khoản. Anh chị, trước khi mà cảnh sát cơ động đến nhà Lê Đình Kình thì đã bị lộ là cái người tên Nguyễn Quốc Anh, sinh 1990, là em họ của Lê Đình Kình, và đưa cái video clip mà bên cảnh sát cơ động tập luyện thì cái tên Nguyễn Quốc Anh này đưa cho Lê Đình Công để mà xem, lúc mà cảnh sát cơ động tập luyện để cho Lê Đình Công xem, tiết lộ hình ảnh đó. Sau đó đưa cho Lê Đình Công xem rồi thì Nguyễn Việt Anh này mới xóa cái Zalo đó anh chị. Đó là trước khi cảnh sát cơ động mà đến nhà Lê Đình Kình là bị tiết lộ hai lần tiết lộ đó anh chị. Sau khi biết việc này, nhóm chủ chốt chống đói gồm Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tiễn tổ chức họp bàn cách đối phó. Công an tuyên bố giết 200 người và yêu cầu cả phụ nữ cùng phải tham gia theo lệnh của công. Toàn bộ vũ khí được công yêu cầu tập trung tại nhà Lê Đình Kình để chống lực lượng chức năng. Sau đó bị tiết lộ, sau đó mà cảnh sát cơ động chúng ta đến nhà Lê Đình Kình thì đã tiết lộ bị lộ cái video là Nguyễn là cái người mà Nguyễn Việt Anh đã tiết lộ cái video đó, là sau đó tiết lộ với Lê Đình Công thì Lê Đình Kình và cùng đồng bọn đó lên live stream. Anh chị còn nhớ lên live stream, cuộc live stream đó là Lê Đình Kình với Lê Đình Công, Bùi Dứt Hiểu, Nguyễn Văn Tiễn lên cùng một cái clip, anh chị nhớ không? Là lên công bố lên là sẽ là bao nhiêu chiến sĩ vào nhà của Lê Đình Kình thì 200-300 người gì đó nó cũng sao tiêu diệt. Thì anh chị nên còn nhớ cái clip đó. Nó nói miễn vào nhà nó, chắc cho 200-300 tên vô nhà nó là nó tiêu diệt hết. Nó có 200 lít xăng và 20 bình ga mới. Rồi nó có lựu đạn, nó có hơi cay, nó có dao tự chế. Chính miệng Lê Đình Kình
Bùi Viết Hiểu và Lê Đình Công, Nguyễn Văn Tiễn lên một cái clip đó, là lên cái clip đó nói, anh chị còn nhớ cái clip đó trên không gian mạng, giờ đã còn lưu trên không gian mạng từ YouTube tới Facebook, thì anh chị nhớ cái vụ đó. Ngày 8 tháng 1 2020, thông tin về việc lực lượng công an tiến hành vào Đồng Tâm tiếp tục bị lộ, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục bị lộ nữa nha anh chị. Ngày 8 tháng 1 2020, thông tin về việc lực lượng công an tiến vào Đồng Tâm tiếp tục bị lộ là Nguyễn Văn Thắng, sinh 1954, thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, thông báo cho Lê Đình Kình tối ngày 8 lực lượng công an sẽ vào thôn Hoành. Do đó, các đối tượng có thời gian chuẩn bị vũ khí và nhiều đối tượng còn ngủ lại nhà Lê Đình Kình. Cho nên đó anh chị, cái vụ nhà, cái tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình nó chuẩn bị trước, và nó nuôi lại đồng bọn của nó ngủ lại nhà, cho nên là nó chuẩn bị vũ khí hết. Công an, lực lượng công an bên mình, công an nhân dân Việt Nam chúng ta quá nhân nhượng, quá hiền với dân, cho nên mới xảy ra là ba chiến sĩ đã hy sinh về cái vụ mà nhà của Lê Đình Kình. Thật là đau lòng anh chị, không có đất nước nào mà như đất nước Việt Nam chúng ta hiền với dân như vậy hết. Vậy mà cái bọn khốn nạn ba que xỏ lá lưu vong ở hải ngoại á, cái bọn đó lúc nào cũng chỏ cái mỏ về Việt Nam. Nó nói Việt Nam không có quyền, không có nhân quyền, không có quyền con người. Ở Việt Nam mà không có quyền, không có nhân quyền thì không có tự do ngôn luận thì thằng giặc già Lê Đình Kình nó đâu có lên. Gặp trên đất nước Mỹ mà như vậy đi, mà lên live stream nói là nhà có bình xăng, có ga, có vũ khí, có lựu đạn, thì nó thật lòng với anh chị, FBI Mỹ nó sẽ tấn công vô nhà, nó không cần biết là mày lên mạng mà mày nói như vậy mày có hay không. Là cảnh sát Mỹ, là FBI Mỹ nó tấn công vô là nó quăng lựu đạn, nó bắn súng, nó tiêu diệt hết từ già đến trẻ. Thì trong ổ như ổ nhà Lê Đình Kình mà theo mà ở Mỹ thì không còn một tên nào sống sót, cả già lẫn trẻ, cả đứa con nít luôn. Còn Việt Nam, còn đất nước Việt Nam chúng ta, công an đất nước Việt Nam chúng ta quá hiền, quá nhân nhượng với dân. Hả? Để kêu Lê Đình, để mà thuyết phục Lê Đình Kình để mà ra đầu thú, thì bọn Lê Đình Kình thấy lực lượng công an vô chống trả, để mà dùng bơm xăng, dùng lựu đạn, dùng hơi cay để mà quăng vô lực lượng công an. Khi thuyết phục không thành, tổ công tác gồm 3 chiến sĩ Nguyễn Quy Thịnh, Phạm Công Quy và Dương Đức Hoàng Quân được chỉ đạo tiếp cận từ tầng 1 nhà Lê Đình Kình, từ tầng 1 nhà Lê Đình Hợi để tiến sang nhà, tầng 2 nhà Lê Đình Chức để khống chế các đối tượng. Khi 3 chiến sĩ chuyển từ cửa sổ tầng 2 nhà Lê Đình Hợi định tiếp cận mái nhà nhà Chức thì bị các đối tượng dùng tiếp sắt có gắn dao quyết lợn để tấn công, đồng thời ném gạch đá khiến 3 chiến sĩ ngã xuống. Nhưng nó thật lòng với anh chị á, nhưng mà đọc cái bài này á, nhưng chịu không nổi, chịu không nổi. Khi 3 chiến sĩ đã ngã xuống, nhưng đọc lại cái đoạn này nè anh chị, cái đoạn này nè mới là đau đồng. Khi thuyết phục không thành, tổ công tác gồm 3 chiến sĩ Nguyễn Quy Thịnh, Phạm Công Quy và Dương Đức Hoàng Quân được chỉ đạo tiếp cận tầng 1 nhà Lê Đình Hợi và để tiến sang tầng 2 nhà Lê Đình Chức. Không chế các đối tượng, khi 3 chiến sĩ di chuyển từ cửa sổ tầng 2 nhà Lê Đình Hợi định tiếp cận mái nhà Chức thì bị các đối tượng dùng tiếp sắt có gắn dao phóng quyết lợn để tấn công, đồng thời ném nhiều gạch đá vào 3 chiến sĩ để ngã xuống. 3 chiến sĩ ngã từ trên cao xuống chiếc hố sâu 4 mét,
nằm giữa hai căn nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức bị thương. Thấy vậy, Lê Đình Chức và Lê Đình Danh lấy một can xăng khoảng 5 lít đổ ra chậu rồi đổ lên, rồi hai đối tượng đạp chậu xuống châm lửa. Hai đối tượng đã đổ nhiều xăng thêm xuống hố đến dẫn ba đồng chí đã hy sinh. Xin chào anh chị. Các đối tượng tiếp tục để chống đối dữ dội lực lượng chức năng, dùng lựu đạn, khói và chó nghiệp vụ để giằng vây chặt vòng dây lực lượng, lượng vũ khí của các lực lượng chống đối hết dần, và nhiều đối tượng còn sử dụng các vũ khí như lựu đạn. Vòng dây khép chặt, các đối tượng chủ chốt còn lại tập trung ở nhà Lê Đình Kình. Lực lượng chức năng sử dụng đạn khói cay vào nhà Lê Đình Kình, còn cầm một quả lựu đạn, nói lớn: "Tụi bay xông vào nhà là tao ném lựu đạn cho tụi bay chết hết." Anh chị có một cái đất nước nào mà người dân như cái thằng giặc già Lê Đình Kình khốn nạn không anh chị? Nó coi có coi thường kỷ cương phép nước. Nhiên qua cái clip này, nhiên mong sao là ngày hôm qua là kết thúc vụ án điều tra vụ nhà tên giặc già Lê Đình Kình, thì nhiên mong sao những cái đối tượng mà còn 29 đối tượng còn lại đó, nhưng mong sao tử hình hết, không chừa một cái tên nào hết. Đất nước mình, công an mình quá nhân nhượng với dân. Gặp ở bên Mỹ nó thật lòng với anh chị, nó tiêu diệt tới bây giờ, nó tiêu diệt sạch là xanh. Tiêu diệt sạch là xanh, không còn một cái tên nào, từ tên già lẫn tên trẻ đâu anh chị. Không còn một cái tên già lẫn tên trẻ nào đâu đến ngày hôm nay để mà còn điều tra đâu anh chị. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, để tránh hy sinh cho lực lượng chức năng, các chiến sĩ buộc phải bắn tiêu diệt Lê Đình Kình. Khi tử vong, Lê Đình Kình trên tay còn cầm quả lựu đạn. Trước sự hy sinh dũng cảm ba đồng chí, để bảo vệ kỷ cương phép nước, Chủ tịch đã ký quyết định tặng quân chương chiến công hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba chiến sĩ Nguyễn Quy Thịnh, Phạm Công Quy và Dương Đức Hoàng Quân. Là một cái bài của Lê Đình Kình. Thì anh chị nói về mà cái tên giặc già Lê Đình Kình, ngày nhiên nhớ không lầm là ngày 1, nhiên theo dõi cái ngày hôm đó là từ ngày 9 tháng 1 2020, mà từ ngày sáng hôm đó, từ 4-5 giờ sáng mà nhiên theo dõi cả ngày, tới 2-3 ngày hôm sau nhiên vẫn theo dõi. Anh chị có tin là nhiên khóc không, nhiên chiên cá bị khét không anh chị? Mà ngày hôm đó là nhà có khách, ngày 9 tháng 1 đó là nhà có khách luôn, nhiều anh em, nhiều anh chị em về nhà nhiên để mà họp mặt đó. Mà anh chị biết không, nhiên chiên cá khác, cái chậu cá khác luôn, hồn dưới để đâu đó. Mà ngày hôm đó không biết làm sao mà cứ nước mắt nó rơi hoài, không làm gì được hết á. Ngày hôm đó còn con vợ thằng Kình nữa, che giấu tội phạm nguy hiểm. Nhiên nói cô bác anh chị nghe, đã cái tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình, nó chứa lựu đạn, nó chứa bom xăng, nó lên mạng nó nói là nó là có 200 lít xăng, 20 bình ga, và một cái tổ chức khủng bố của Lê Đình Kình lên mạng, không gian mạng làm như vậy. Thì bây giờ tụi nó bị tiêu diệt như vậy, còn 29 đối tượng này, thì mình để coi đảng nhà nước ta để mà xử 29 đối tượng này như thế nào. Còn lại những cái thành phần là Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Cắn Thị Thiêu và đồng bọn của chúng là ở hải ngoại. Cái đồng bọn của chúng là lưu vong ở hải ngoại, nó tiếp tay cho tên những khủng bố này để mà sao? Nó tiếp tay tên khủng bố này kêu gọi khuyên góp tiền. Là sao? Là những cái thành phần này là
là đang ủng hộ những cái thành phần khủng bố. Qua cái vụ Lê Đình Kình hiện nay bây giờ anh chị đã thấy đất nước Mỹ người dân sao khủng bố như vậy. Mà gặp ở nước Mỹ thì nước Mỹ FBI Mỹ tiêu diệt gia đình Lê Đình Kình, và không có một cái thằng nào, không có một tổ chức nào, không có thằng nào có tổ chức nào dám kêu gọi khuyên góp cho những cái tổ chức khủng bố này đâu anh chị. Cái bọn lưu vong ở hải ngoại á ha, chúng bay mà nghe tao nè, cái con cái gì nữ hoàng đó, cái con bao que xỏ lá làm gì vậy Mon? Hả Mon? Bởi cái TV để đánh đòn con bây giờ để mẹ làm. Cái con nữ hoàng, cái con nữ hoàng bao que xỏ lá, mày đang ngồi nhà tao, tao nói có đúng không hả? Tao nói có đúng không? Bây giờ tao hỏi mày, một cái tổ chức khủng bố như Lê Đình Kình mà nó đang sống ở nước Mỹ đi nha, mà bị FBI Mỹ nó tiêu diệt hết gia đình nó, tiêu diệt khi mà nó lên mạng nó nói là nó có 200 bình ga, 200 lít xăng, 20 bình ga, rồi có lựu đạn, có hơi cay, có dao tự chế, thì FBI Mỹ nó lỡ là nó tiêu diệt cả gia đình của thằng Lê Đình Kình đang sinh sống ở Mỹ, mày nghĩ sao? Rồi trong lúc đó mày là cái người bên ngoài, mày là cùng tổ chức nó, mày bên ngoài, tao mày có dám kêu gọi khuyên góp lên mạng như ở trong nước Việt Nam không? Hả? Trong nước Việt Nam thì con gì? Con lên đó con coi đó đi. Hả? Trong nước Việt Nam á thì sao? Thì thằng Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư đồng bọn của nó á kêu gọi khuyên góp tiền để cho một cái gia đình tổ chức Lê Đình, tổ chức khủng bố. Theo đóng về mà những cái đứa này mà ở bên Mỹ mà lên công khai trên mạng kêu khuyên góp tiền để mà gửi cho cái tổ chức khủng bố như vậy. Thằng Mỹ, thằng FBI Mỹ nó lỡ nó tiêu diệt cái bọn mà đồng bọn mà khuyên góp tiền. Mày nên nhớ nha. Mày nên nhớ nha, cái con nữ hoàng, cái con nữ tặc. Nha, cái đích nữ hoàng, mày là nữ tặc á, cái loại chúng mày là nữ tặc lưu vong. Như mày, mày thấy có đất nước nào như đất nước Việt Nam không? Đã gia đình của thằng giặc già Lê Đình Kình là một cái tổ chức khủng bố, mà chúng mày còn sao ủng hộ cái thằng khủng bố, ủng hộ cái thằng mà xem thường kỷ cương phép nước, mà tụi mày còn sao khuyên góp tiền để gửi cho gia đình của thằng tổ chức khủng bố, mà tổ chức khủng bố là cái gì? Thằng giặc già Lê Đình Kình là cái thằng tham quan tham nhũng. Mày biết chưa hả? Cái con nữ tặc nữ hoàng, nữ tặc nữ hoàng đấy. Thật tụi mày á, cái bọn khốn nạn, cái bọn lưu vong của chúng mày á nha, chúng mày lúc nào cũng bên gì? Bên những cái thằng là bên những cái loại là gì không? Hiếp dâm à, hiếp dâm như thằng Hồ Duy Hải. Rồi cho chúng mày, cái bọn lưu vong nữ tặc nữ hoàng của chúng mày, cái bọn mà ba sọc của tụi mày á, bên gì? Bên những thằng tham nhũng như thằng Lê Đình Kình, thằng giặc già Lê Đình Kình. Thời nó còn làm chức làm quyền, thấy không? Nó lạm dụng cái chức quyền của nó. Nó ăn hối lộ. Thời đó làm, còn làm hai ba đời chủ tịch bí thư nha. Hai ba đời của nó làm chủ tịch bí thư để lạm dụng cái chức quyền để tham nhũng. Hả? Tới đến ngày hôm nay, đất sân bay mà Miếu Môn đó là nó đất đó là đất công, mà nó lạm dụng cái quyền của nó để mà nó lấy đất đó, để mà nó bán lại cho người dân, rồi nó sang tên đổi chủ. Mà trong khi đất đó là đất công, đất của gì? Toàn dân, để mà lấy cái đất đó để xây cái sân bay Miếu Môn để gì? Sử dụng cho toàn dân. Mà bắt đầu cái bọn phản động của chúng mày á, nữ tặc nữ hoàng, cái bọn phản động mày là vô binh, binh những cái thằng tham nhũng như thằng giặc già Lê Đình Kình. Tụi mày để chi? Ủng hộ đưa tiền cho nó, mới có ba cái vụ tiền đó. Lên gì thằng Nguyễn Văn Tiễn lên, tụi mày đứa nào gửi bao nhiêu có sổ sách của thằng Nguyễn Văn Tiễn nó đưa lên 2017 đó. Sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm rồi đấy, và là Bộ Quốc phòng để chi? Sử dụng cho toàn dân, để sử dụng để cho đất nước của chúng ta. Vậy mà cái bọn lưu vong của
phản động của chúng mày, nữ tặc nữ quạn, bọn lưu vong cầm cái dễ vàng chúng mày. Lựa cơ hội mà những người mà tên nào mà tham quan tham nhũng là mà gì mà lợi lạm dụng chức quyền để mà lấy của công á, thì bắt đầu sau bị khai trừ ra khỏi đảng rồi á, thì chúng mày á bay vô đó, đầu chúng mày bay vô đó có cái dấu găng của chúng mày đó, có dấu găng chúng mày hết. Để làm chi? Tụi mày vô kích động, tụi mày vô kích động những thành phần đó để làm chi? Để mà chống phá đảng nhà nước. Cái bọn phản động lưu vong của chúng mày, tao nói thật lòng á, nữ hoàng, bây giờ trên đất nước Mỹ hiện nay vậy sao? Tụi mày đòi quyền con người, tụi mày xuyên biết từ nửa dòng trái đất ở bên kia, tụi mày chọn cái mỏ về Việt Nam, tụi mày biết xuyên tạc về đất nước Việt Nam, mà trong khi nước Mỹ của chúng mày mà đang sinh sống, đang lưu vong tại đó nha, quyền con người chúng mày cũng không có,